Ok mọi người, đây mọi người thấy chưa? Tắt nhìn cái này mọi người biết được cái gì đâu không? Đấy, tí nữa ông sẽ thấy sát, ông đang ở Mỹ. Ông đang ở Mỹ. Hoàng hôn đẹp phết cho lúc. Đây là những cái khung cảnh của cảng Odaiba về đấy mọi người ạ. Thì mọi người có thể thấy là đây là một cái điểm rất là đẹp và nổi tiếng, nên là rất là nhiều người vừa là khách du lịch vừa khách bản xứ cũng đổ xô về đấy đấy để du lịch, rồi tham quan, rồi ngắm cảnh. Này, đằng xa mọi người có thể là có một tường nổi tên Tự Do. Đây là một điểm rất là nổi tiếng ở Tokyo. Mình đến đây mình gặp các bạn Việt Nam rất là đông luôn. Nhiều đến mức độ mà không thể chào xuể luôn ấy. Với đêm lên đèn ở đây rất là đẹp, mọi người khách du lịch các kiểu đổ về đây rất là đông. Kiểu như mà ai có thể thì nên thử đến đây một lần nha mọi người, đẹp lắm ạ. Xin chào mọi người. Thì hôm nay Hùng sẽ dẫn mọi người đến một địa điểm rất là đẹp, rất là nổi tiếng. Cảng Odaiba nằm ở Tokyo nha mọi người. Thì bây giờ Hùng đang đi trên tàu để đến được cái địa điểm này. Tàu ở trên cao nhìn chỗ dưới là khung cảnh rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người có thể thấy được là những cái tòa nhà mà cao, xong rồi xe cổ đi dưới ha, nhìn mọi người đẹp luôn. Xuống đến Tokyo luôn, nhìn các cái phương tiện đi lại rất là tiện lợi, rất là hay. Chào mọi người. Đây là lần đầu tiên Hùng đi được một con tàu mà nó nằm đường ray ở trên không. Ở đây đứng trên tàu này mình có thể đứng quay thế này, nhìn được cảnh của Tokyo rất là đẹp luôn. Hùng chuẩn bị qua một cái vịnh rất là đẹp. Đây là gọi là vịnh Odaiba. Đây là nhà ga. Mọi thứ cũng được di chuyển ở trên không. Hùng sẽ đi qua cái cây cầu mọi người đang thấy bên đằng xa kia. Cảnh ở đây rất là đẹp mọi người. Đẹp không? Bên kia hệ thống giao thông ở bên Nhật này cực kỳ hiện đại luôn. Nó có thể di chuyển rất là nhiều giữa lòng đất, ở trên cao rồi đường biển.
không thấy không ở trên học cái đô vùng của Hồng thì nó là vùng nông thôn thì chả thấy gì chứ, xuống địa Tokyo thì hệ thống giao thông ở bên này quá là hiện đại luôn mọi người. Lên đây mình đi được rất là nhiều tàu, rồi mỗi tàu nó sẽ đi theo một kiểu đường khác nhau, rất là hay, đẹp. Đúng là ở trên tàu mà đừng mà quay xuống rất là đẹp mọi người, nhìn mọi cảnh đẹp, một trải nghiệm mới của Hùng. Cầu bắc qua cái sông cực kỳ đẹp luôn, cảng đẹp nha. Đi tàu cũng khá là xa để mà từ địa điểm thành trung tâm thành phố mà qua được cảng này thì đi tàu cũng mất gần một tiếng hồ mọi người. Đây là cảng Đa Ba này, đẹp chưa, hoàng hôn này mọi người. Đây là một con tàu, tàu này trực khách để đi thăm quan dọc biển này. Đây là hoàng hôn ở Ô Đây Bà, rất là đẹp mọi người ạ. Sau đây có một cái con thuyền này, rất là nhìn rất là hay. Hoàng hôn kỳ đẹp hơn mọi người. Đây, đoạn này đẹp như này, đây đèn nó chiếu xuống rất là đẹp luôn, nhìn chỗ này nhìn ảo ghế. Đây thì Hùng đang đi gần đến được cái địa điểm rồi. Đấy, nhìn xa xa mọi người thấy chưa, tường tủ thân nữ gió như ở Mỹ luôn. Đây là một cái địa điểm nổi tiếng, cả khách Nhật Bản hay là khách nước ngoài gì cũng đổ xô về đấy, rất là đông luôn. Ok mọi người, đây mọi người thấy chưa, tắt nhìn cái này mọi người biết cái gì đâu không? Đấy, cái ông trần thời sát ông đang ở Mỹ. Hoàng hôn đẹp phết cho lúc. Vì là địa điểm nổi tiếng nên là rất là đông mọi người đến đây để tham quan. Nó có cái tường nữ thần tự do nên được mọi người rất là quan tâm và muốn đến thử một lần cho biết. Cho dù là người Nhật ở vùng khác hay là cả người nước ngoài thì cũng muốn đặt chân để đến một lần. Nên mọi người có thể thấy rất là đông luôn. Tới đây thì người Việt mình cũng rất là nhiều, gặp các bạn người Việt đây mà ngày mà cũng không dám hỏi chào luôn ấy.
Đây rồi mọi người ơi. Trời, bao nhiêu cố gắng đấy, của Công Hùng đã đến được dưới chân tường Nữ Thần Tự Do. Đây là cái điểm nhấn của cái địa điểm hôm nay, cảng Odaiba. Cái bức tường này nó nổi tiếng nên nó sẽ kéo rất đông người, mọi người đến đây khách du lịch. Đây là cây cầu để mọi người có thể đứng chụp ảnh các kiểu ha. Đông lắm, đông khiếp luôn. Người Việt mình ở đây cũng rất là nhiều luôn. Gặp rất là nhiều bạn Việt Nam ở đây. Đây, cặp này đang chụp ảnh này. Ba bạn đây là người Việt Nam cả đấy. Mình chả có ai chụp cùng này. Buồn thế. Này quay hơi lắc thì mọi người thông cảm nhá. Tại vì người đi đông thì vừa đi vừa quay. Hoàng hôn này. Các tòa nhà bật đèn lên nhìn hoàng hôn đẹp chưa? Có mấy lắc như kiểu bị xe rìu ống băng. Đấy, hoàng hôn đấy. Rất là đẹp. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ichigo.